Hôm nay ngày 17 tháng 7, truyền thông tin mừng cho người nghèo. Mời quý vị và các bạn lắng nghe cuộc đời và phúc tử đạo của Thánh Pierre Dumoulin Porricau trong năm Thánh mừng kính 117 Thánh tử đạo Việt Nam. Thánh Pierre Dumoulin Porricau, giám mục hội Thừa Sai Paris, sinh năm 1808, mất năm 1838. Ngày tử đạo ngày 24 tháng 11 năm 1838. Phần riêng tôi, quan trên muốn làm gì thì làm, nhưng xin cho một mình tôi chịu là đủ rồi. Thánh Porricau sinh ngày 20 tháng 2 năm 1808 tại Pháp. Cha của Bori mất sớm, mẹ cậu không nỡ xa con, nhưng rồi cũng đón nhận thánh ý của Chúa cho con đi tu học. Sau khi thụ phong phó tế, vì sợ mẹ buồn, thầy Bori âm thầm thu xếp hành trang, rồi để lại bức tâm thư từ giả gia đình cho thân mẫu cùng các em, và ngài bắt đầu sứ vụ rao giảng tin mừng. Sau khi được thụ phong linh mục năm 1830, cha Bori trải qua chuyến hành trình dài 7 tháng đến vùng đất Nghệ An, thuộc giáo phận Tây Đàn Ngoài. Cha nhanh chóng hội nhập khí hậu, văn hóa, ngôn ngữ địa phương và lấy tên Việt là Cao. Cha Cao hoạt động tông đồ trong hạt bố chính với khoảng 20.000 giáo dân. Khi vua Minh Mạng ra lệnh cấm đạo năm 1833, cha Cao đã phải nhiều lần lẩn tránh. Do bị đánh đòn đau đớn, một chủng sinh có tên là Khang đã khai ra chỗ cha Cao ẩn nấp. Cha Cao bị bắt tại xóm Trà, thuộc họ Đạo Mỹ Hảo năm 1834. Trong chốn lao tù, cha Cao đối đáp lanh lợi và trả lời thay mỗi khi nhà quan thẩm vấn hai cha người Việt khác là cha Điểm và cha Khoa. Cha Cao là nơi nương tựa tinh thần vững chắc cho cha Điểm và cha Khoa. Khi bị dụ dỗ chà đạp lên thánh giá, cha Cao đã đáp: "Không thể được, 100 lần cũng không được. Phần riêng tôi, quan trên muốn làm gì thì làm, nhưng xin cho một mình tôi chịu là đủ rồi." Quân lính dùng nhiều cực hình hành hạ ngài. Trong chốn ngục tù tối tăm, cha Cao vẫn giữ giờ cầu nguyện chung với cha Điểm và cha Khoa. Ngày 31 tháng 7 năm 1838, cha được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Tây Đàn Ngoài khi vừa tròn 30 tuổi, nhưng chưa được tấn phong. Ngày 18 tháng 11 năm 1838, vua Minh Mạng phê án trảm quyết. Khi nhận án tử, đức cha đã sắp mình xuống cảm ơn quan vì được chết để minh chứng cho đức tin của mình. Ngày 24 tháng 11 năm 1838, đức cha bị xử trảm tại pháp trường Đồng Hới. Năm 1842, xác ngài được cải táng và được đưa về tôn kính tại nhà nguyện Hội Thừa Sai Paris. Đức giám mục Porricau được nâng lên hàng chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988.